Chào các em, chúng ta sẽ học bài kể chuyện tuần 5 lớp 4. Kể chuyện đã nghe đã đọc. Chúng ta có đề bài: kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về tính trung thực. Gợi ý: một số biểu hiện của tính trung thực đó là gì? Không vì của cải hay tình cảm riêng tư mà làm việc trái lẽ phải, lẽ công bằng. Ví dụ như là ông Tô Hiến Thành trong chuyện Một người chính trực, tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 36. Hay là một biểu hiện nữa của tính trung thực đó là dám nói ra sự thật, không dám và dám nhận lỗi. Ví dụ như là chú bé Chôm trong chuyện Những hạt thóc giống, tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 46. Hay là không làm những việc gian dối, ví dụ như hai chị em trong chuyện Chị em tôi, cho tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 59. Hoặc là không tham gia, không tham lam, đúng không? Lấy của cải của người khác. Ví dụ như là chàng tiểu phu trong chuyện Ba chiếc rìu, ở tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 64. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể kể rất nhiều câu chuyện khác, ngoài sách giáo khoa ra. Ví dụ những câu chuyện chúng ta ở trong những quyển truyện chúng ta đang học, hay là những câu chuyện mà chúng ta được nghe, được xem trên TV, truyền hình. Nhất là chuyện mà chúng ta được nghe được đọc đó là đâu? Ở trong sách, những chuyện cổ, chuyện ngụ ngôn, chuyện vui, đúng không? Hay chuyện về gương người tốt, hay sách chuyện đọc lớp 4. Hoặc là bất kỳ các sách báo hay là TV, các phim mà chúng ta đã xem, chúng ta sẽ kể lại. Đây là một kể chuyện thì chúng ta sẽ kể như nào? Chúng ta có các bước như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ giới thiệu câu chuyện. Chúng ta phải nêu được tên của câu chuyện là gì và cho biết là đã được đọc hoặc là được nghe câu chuyện này ở đâu, vào dịp nào. Sau đó chúng ta sẽ kể câu chuyện thành lời. Nó cũng có các phần, đó là mở đầu câu chuyện, diễn biến câu chuyện như thế nào và sau đó kết thúc câu chuyện như ra sao. Sau khi kể chuyện rồi, chúng ta sẽ trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện chúng ta vừa kể. Đây là trình tự kể chuyện. Và chúng ta có một bài tham khảo, đó là bài kể chuyện Một người chính trực. Đời nhà Lý có một vị quan nổi tiếng là người chính trực, đó là Tô Hiến Thành. Năm 1975, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành lập thái tử Long Cán, con bà Thái hậu Đỗ, họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Thái hậu khác lại muốn lập con mình là Long Xưởng lên ngôi vua, bèn tìm cách đút vàng bạc cho vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành không nghe, nhất định lập Long Cán làm vua theo di chiếu. Phò tá vua Cao Tông, tức Long Cán, được 4 năm thì ông lâm bệnh. Người mà ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh là quan tham trị chính sự Vũ Tán Đường, còn vị quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc nên rất ít đến thăm Tô Hiến Thành. Một hôm, bà Thái hậu họ Đỗ và vua Cao Tông tới thăm, hỏi ông: nếu chẳng may ông mất đi thì ai sẽ người thay ông? Tô Hiến Thành không do dự đáp ngay: đó là gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói: Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử? Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá. Tô Hiến Thành nói. Và câu chuyện này nó có ý nghĩa như sau. Ý nghĩa câu chuyện đó là qua câu chuyện này thì Tô Hiến Thành đã là một tấm gương sáng trong lịch sử, trong sử sách về lòng trung thực và trách nhiệm cao cả đối với dân, với nước mà thế hệ chúng ta hôm nay cần nói theo.